Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến. Kim Tuyến. Đang ở thành phố quận Bình Tân. Quê mình ở Quy Nhơn. Rồi mình vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 30 năm rồi. Ồ, chúng ta chào đón mẹ chồng nàng dâu đến với chương trình. Dạ, xin mời chị ạ. Em tên là Phan Mỹ Linh. Quê em ở An Giang. Dạ, em làm dâu được 5 năm. Wow, 5 năm chắc mình có em bé rồi chứ ha? Dạ, chưa, đang muốn có. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm nhận gì về người con gái này? Lúc đó là con trai 30 tuổi rồi mà cứ nói nó dẫn bằng gái về mà nó không có dẫn. Giống như mình cũng đang mong có dâu sẵn rồi đó, mình thấy cũng dễ thương, mình cũng thích. Thích liền luôn. Còn cái ngày đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, mình ấn tượng điều gì? Dạ, ấn tượng chị, người nam á mà lấy người bắc á. Kỳ kỳ á. Dạ, khó cánh á. Thì mình cứ suy nghĩ vậy, người nam của mình suy nghĩ gì đó. Rồi mình thấy mẹ hiền hay dữ hay là không? Thì tiếp xúc lâu dài á, thấy mẹ hiền dễ thương. Dạ. Ở đâu cũng có người này người khác chứ không phải là người miền Trung khó tánh đâu. Những cái ngày đầu tiên mà con dâu về nhà làm dâu đó thì mình thấy khác với những cái ngày trước khi làm dâu không? Lúc đầu thì nó sợ chứ mà sau này thì nó cũng quen dần rồi đó. Rồi nấu ăn thì mình nấu thì nó cũng nấu vậy, rồi cũng như lúc mà chưa cưới cũng vậy, rồi sau này cưới rồi nó về là coi như nó cũng quen rồi. Mà đa số mẹ chồng nấu cho em ăn không mà. Em chỉ phụ thôi. Nhưng mà rồi mình có tập nấu những cái món mà trong gia đình hay ăn không chị? Dạ không có, mà tập khi mà biết mẹ ăn mới có vừa miệng, em cũng không biết nữa. Trong gia đình mẹ với con, thí dụ con nấu gì là trong gia đình cũng ăn luôn. Mẹ nấu gì thì trong gia đình cũng ăn luôn. Thí dụ mà không vừa miệng thì mẹ giống như mà chê là bà đói á. Chê là bà đói. Nhưng mà không vừa miệng mình có chỉnh sửa lại cho chị không cô? Có, mà đa số nó nấu cũng được, dần cũng quen rồi, tại mình vô đây cũng lâu rồi, mình cũng quen khẩu vị rồi. Dạ. Mình cảm giác là mình hợp với con dâu điều gì? Đi mua sắm, ví dụ như là hai vợ chồng nó đi mua sắm hay đi chơi về, kêu mẹ đi không mẹ? Mẹ cũng đi luôn à. Nhiều khi đi kêu mẹ bữa nay con giao hàng chở vợ con đi, mẹ có đi không? Đi luôn. Chơi thì du lịch, mình nấu ăn thì không biết hợp không, biết chị ta có hợp không, mà thấy nấu chị ta cũng ăn. Không dám nói cho mẹ, tại vì con ăn cũng hơi khó ăn. Thậm khi ảnh cũng chở em đi ra ngoài ăn. Mà sợ không dám nói mẹ nghe mấy công sợ mẹ buồn. Ở nhà không dám nói, cũng ráng ăn gấp dạ, gấp không vậy ráng đó. Ăn. Mình cũng nghi nghi lắm chứ. Nghi nghi mà không có dám nói hả cô? Không phải không dám nói, thì mình để cho con nó tự do, để cho mình biết mà. Biết đó là cái người Việt Nam mình hay vô đó. Có những người phụ nữ rất là chịu đựng nha, mặc dù không vừa lòng cũng ráng chịu đựng, nhiều khi chịu đựng cả đời mẹ, luôn á. Mẹ giờ em sẵn cơ hội để em nói. Là nào giờ mình cũng không dám nói với mẹ phải không chị? Khi mà chị về chị làm dâu, chị có gặp khó khăn gì không? Dạ cũng có mà chút. Cái gì mẹ hơi nhắc nhở thôi. Nhưng mà cũng ráng chịu đựng nữa. Dạ chịu đựng được. Sao mình không tâm sự thoải mái với mẹ chồng để mình không có chịu đựng? Bởi vì á, mình chịu đựng 1 năm, 2 năm, 3 năm có thể nhiều khi cố gắng lắm, nhưng mà mình còn ở nhau lâu dài cũng gầy sơ sơ thôi à. Gầy sơ sơ thôi. Dạ. Có giờ la mà buồn không? Không, buồn bốc quá lên là ngủ xí. Thôi mà mẹ la xong mà không có để bụng. Bởi vì nó nhất là nấu ăn nhiều khi nó cứ bày ra, nó còn làm cái gì gọn gọn cho bớt. Thì nó làm nó cũng dọn, nhưng mà tại mình cũng hay nhắc nhở đó. Nhiều khi ví dụ như nhiều khi mình đang nấu ăn chứ mà có công việc gì trên lầu là mình cũng phải lên lầu để mình phụ á. Mà có buồn mẹ chồng cũng im luôn chứ không dám tâm sự. Vậy chắc tâm sự với chồng nhiều. Dạ. Mình thí dụ mà hai vợ chồng có gây lộn với nhau đi, rồi nói mẹ sẽ bên ai? Đương nhiên mẹ phải bên chồng rồi. Đâu bên dâu đâu, nhưng mà ít mẹ chồng nào thương dâu lắm. Nhiều lúc cũng la, nó là chồng con làm việc rất là áp lực. Dạ. Con cái gì hai mẹ con mình cứ cởi mở đi, đừng có ví dụ như nói, nhưng mà cũng không có gì quá lắm, nhưng mà ý như là nhà ít người đâu, cứ những cái tâm sự vậy thôi, chứ ai đâu có ai nữa đâu. Hai vợ chồng nó thì chồng nó, hai vợ chồng mình thôi. Tiền điện, tiền nước, tiền chợ, búa này tính sao? Mẹ lo hết không? Tại vì công việc ở nhà mà tiền bạc nó cũng chung, không có không thấy. Lúc trước là mình... công ty đó là mình làm, xong hai đứa nó cưới nhau về thì mẹ giao lại. À. Nên anh chị cũng khéo lắm, cái gì sinh nhật là cái gì cũng tặng mẹ cái này, tặng mẹ cái kia, tặng mẹ ít tiền, nhưng mà tiền cũng của mẹ. Không, tiền cũng một chỗ đây ạ. Hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ với nhau chưa chị? Có chứ. Đi Đà Lạt.
À, mẹ con đi chơi chung mà đi vui lắm. Coi như là bạn vậy đó. Mẹ thấy mẹ gì dễ chịu lắm. Nhưng mà dạ, nãy em nghe chị nói mẹ không có thương con dâu. Không thương dâu là ý là chị hỏi là mẹ có bên bên dâu không đó. Là gặp tại vì mẹ phải bên trai em để bên em. Nhiều mà chồng là không có bên trai đâu. Đúng rồi. Bên dâu không à. Đúng rồi, thương con như là con gái của mình. Dạ. Nhưng mà ít lắm. Ít lắm. Ít lắm hả? Dạ, sẵn cơ hội em nói luôn rồi. Nói nè. Nói đi. Mai mốt mẹ thương con nhiều nhiều hơn. Dạ mẹ thương con nhiều nhiều nha. Rồi. Mai mốt mẹ thương con như con gái. Cho mai mốt em gái đi rồi là còn con với ai đâu. Dạ. Tại vì em gái mà con lớn rồi nó cũng đi riêng. Tại vì nó có nhà riêng rồi mà. Chứ nếu cái gì cũng sợ và cái gì cũng lo, thậm cái gì cũng canh á là mệt mỏi lắm. Thậm chí cái chuyện gì cũng đối phó là mệt lắm. Nhưng mà nãy em nghe chị nói là mình ở làm dâu mẹ 5 năm mà chưa có em bé. Rồi không biết dạ, mẹ con có trông không? Dạ mẹ rất trông. Nhưng mà tại vì hai đứa lo làm ăn á, sợ hết năm nay mới sanh. Con bây giờ mẹ cũng mong cháu lắm rồi. Mình không sanh là do mình không muốn sanh hay dạ, như thế nào? Dạ em chưa muốn sanh tại muốn lo làm ăn á, xong rồi em mới sanh. Cũng là cũng có một cháu mà chẳng may cháu bị mất á, cho nên nó giống như là lên chương trình không muốn nói, sợ đau lòng á. Lúc trước cũng có một mà bé bị lên 3 tuổi bị mất, cho nên những khi nó cũng buồn là không dám nói. Chị buồn để chuẩn bị để mà đón nhận em bé khác. Thôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình ha. Hay tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Dạ có. Gia đình mình hay làm như nào chị? Như gia đình với gia đình ra quán rồi như đặt mấy mâm vậy đó. Anh thấy rằng em ở trong em hay chịu đựng đó. Nhiều khi chịu đựng một mình nó căng thẳng á, nó bị stress á, có không? Không, mẹ ra xong rồi thôi à. Có dịp được lên chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi à. Mình có cái điều gì mà đó giờ mình chưa nói hay là mình chưa chia sẻ được với mẹ, mình nói luôn đi. Không biết sao hôm nay có thể làm hai mẹ con mình gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Nãy mẹ nhiều thương con nhiều hơn nha. Không, một chút đó cũng được. Dạ. Anh nghĩ rằng có gì mình cứ nói ra. Dạ. Mẹ cũng coi như là bạn mà, mẹ cũng rất là thoáng luôn. Mai mốt lâu lâu ôm mẹ chồng ngủ đêm hai đêm tâm sự. Có, ôm hoài luôn á. Ôm hoài luôn hả? Ôm măng vú hoài luôn. Cái lúc mà chồng tối mà đi, bữa nào mà đi không về thì hai mẹ con ngủ chung. À hay đó. Cha bà ngủ riêng. Đêm đó ông già cháu cũng giận lắm á. Dạ, giành luôn mất tiêu luôn phần luôn. À, vậy cũng được á. À, cô rất là nhiều. Bây giờ là hai mẹ con ôm chặt với nhau cái nữa đi. Đó. Bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì không? Mong muốn mẹ cái gì không? Với sẵn sinh nhật đây á, con tặng cho mẹ sợi dây. Tặng sợi dây hả? Dạ. Wow. Cấp rồi. Hả? Cấp. Tặng đi lấy. Hả? Lấy. Tặng đi lấy đi. Dạ lấy xong rồi. Trời ơi. Tưởng cái cọng dây bự bự mới đang đeo, ai vậy mới nhét đâu dưới á. Lấy lúc dưới đây nè. Lấy ra. Rồi đeo cho mẹ đi. Dễ thương quá. Wow, hình mặt Phật đẹp lắm nha đẹp mẹ quá. Cô cảm giác thế nào trong giây phút này? Thấy cảm thấy vui. Tại vì nhiều khi người ta cứ nghĩ một miền chứ. Mà mình sống giờ cũng như miền Nam à. Đúng rồi. Cũng như hai đứa con của mình là hồi nó vô mới có 5 tuổi. Bây giờ nó cũng đâu nói tiếng Trung đâu. Con mình có mong muốn con dâu điều gì không? Con thương dâu như là con gái á, là nhiều khi nó nói vậy thôi chứ ở nhà mẹ con cũng như bạn bè vậy đó. Vậy là tốt rồi ha. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi như thế, mãi mãi hạnh phúc. Yeah. Sớm có tin vui ha. Yeah. Thành công hơn nữa trong cuộc sống. Yeah. Một kỷ niệm để nhìn các cháu chứ mẹ mong cháu lắm luôn. Con sẽ tranh thủ sớm nha mẹ vui. Cũng đừng tạo áp lực cho con dâu của mình, đôi khi áp lực quá bị stress đó ha. Chồng lúc đầu á, thì chồng cũng điện thoại hỏi coi là sức khỏe như thế nào, có đủ sức khỏe để đi làm hay không, hay có cần rước về không. Rồi cuối cùng về nhà tối á, là anh làm mạch giật. Tại sao đã dặn rồi mà vẫn còn vi phạm? Mẹ thì hồi đó mẹ khổ vậy đó. Thì bây giờ tụi con còn trẻ thì giờ tụi con lo con của con với lo cho mẹ. Thì nó cũng nói là giờ chuyện ăn chuyện làm thì con đi làm. Rồi nữa mẹ già thì con về con lo.